cho cái con tờ cho má. Thật đi anh. Cái đa phần là em để em ký về gửi công ty thôi chứ đâu cần. Chân mày này đâu có ốp gỗ được hả? Bỏ tiền cái lấy cái chấm đi xuống luôn. Nó ốp thì che lại được luôn không? Ông dạng hai ốc hai đầu nó hạ xuống thôi đúng không?